cái vấn đề mà an ninh truyền thông mạng của nó, nhất là trong nước Mỹ á, nó chặt chẽ lắm. Tôi thấy Việt Nam mình còn nhiều cái sơ hở và còn nhiều cái dở lắm. Bên phía an ninh Việt Nam, bên phía quân đội, bên phía công an đồ không có sử dụng Facebook. Hôm nay tôi vào trong những cái tờ báo mà chính thống của Việt Nam, như tờ báo Quân đội Nhân dân nè, Công an Nhân dân nè, những cái tờ báo mà nó mang tính cách mà truyền thông mạnh đó, những cái tờ báo mà nó không có những cái trang Facebook, nó không có trang những cái trang Facebook. Cho nên mạng xã hội Việt Nam, mạng xã hội Facebook nó hiện nay người Việt mình sử dụng rất là nhiều, mà bên truyền thông Việt Nam, bên bộ thông tin văn hóa, bên ban tuyên giáo họ dở, họ không có sử dụng những cái Facebook để đặng mà mình chờ tuyên truyền về cái xã hội mô hình hàng ngày cuộc sống như thế nào, để khi mà tụi mà bao que những thành phần mà chống phá đất nước ô hợp nó tìm cách nó tấn công, các bạn thấy vừa rồi đó, nó nắm ở thế mạnh vì truyền thông của mình yếu quá, truyền thông của mình rất là yếu. Còn các bạn thấy truyền thông của Mỹ không, nó mạnh lắm. Khi mà đất nước quốc gia nó mà có chuyện gì, nó đồng một lòng nhau lắm. Chuyện gì nó đáng nói nó nói, còn không đáng nói nó không nói. Nó nói qua một lần là nó không nói lại nữa. Nó tìm cách nó cover up, nó bảo vệ cái quyền lợi quốc gia của nó. Nó đấu đá tranh giành nhau trong cái nội bộ đảng của nó, để đặng mà nó tranh quyền tranh chức, tranh quyền lợi với nhau. Nhưng mà khi vấn đề mà ảnh hưởng tới quốc gia của nó là nó không làm, nó ngưng lại. Và truyền thông của nó, các bạn thấy, ngay cả như tôi thường nói về những cái trang mà an ninh mạng của Mỹ đó, nó nằm trên Facebook rất là nhiều. Các bạn thấy như về bên Homeland Security là một cái ngành, là cũng là một cái bang bên an ninh mạng đó, một cái bên an ninh đó, nó cũng có bên FBI, những cái truyền thông mạnh lớn của Mỹ về vấn đề mà an ninh quốc gia, quốc phòng đó, tụi nó sử dụng Facebook, Twitter rất là nhiều. Nó dùng cái đó tại vì ngày hôm nay cái mạng xã hội nó Facebook với Twitter nó rất là lớn. Mà bên truyền thông Việt Nam mình, tôi vào tôi tìm những cái trang chính thống không có, toàn là những cái trang mà tự lập. Tôi nói như là An Ninh Online, Tổ Quốc Trên Hết, Tiếng Dân, Giải Độc Chính Trị, những kênh này nó chính thống nhưng mà nó không có cái sự gọi là bảo trợ của chính phủ, hợp tác của chính phủ một cách mạnh mẽ, của các ban truyền thông một cách mạnh mẽ. Cho nên cái điểm yếu của bên nhà nước Việt Nam mình hiện nay, tôi thấy về vấn đề truyền thông mà để mà bảo vệ cái sự an toàn của quốc gia rất là lỏng lẻo, rất là lỏng lẻo. Cái vụ mà biểu tình đợt vừa rồi đó là một cái bài học, phải nói là xương máu, bài học xương máu. Thì tôi chia sẻ, tôi thấy rằng về vấn đề mà tự do ngôn luận và tự do mà nhân quyền mà tự do phát biểu rồi, bên phía Việt Nam của mình phải nói là thả lỏng. Chính vì thế mà những cái thế lực thù địch như tụi bao que chống cộng ô hợp nó lợi dụng. Cho nên nó lợi dụng, nó len lỏi vào đó. Tại vì nó ở bên Mỹ mà, nó gần. Tại vì nó tiếp cận với cái khoa học kỹ thuật cao bên Mỹ, cho nên nó take advantage, nó lợi dụng cái đó. Nó lợi dụng những cái đó để đặng mà nó phá hoại cái công cuộc phát triển đổi mới của Việt Nam mình. Các bạn thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì về bên mà bộ truyền thông an ninh Việt Nam của mình, tôi thấy những cái cơ quan ngành đó cũng vậy, làm việc rất là lỏng lẻo, làm việc giống như kiểu ăn lương nhà nước, mình chỉ đến đó làm việc giống như để ăn lương thôi. Theo tôi thấy là giống như vậy, không có phải gì làm việc gì hết lòng cho tổ quốc. Chứ tới giờ lên đó rồi ngồi văn phòng rồi hết giờ đi về. Cái nỗi mà tôi vào trong một cái trang website, những cái tin tức rất là hay, chứ không phải là không. Ngay cả có phiên bản tiếng Anh nữa, mình có phiên bản tiếng Anh nữa chứ không phải là không. Mà mình không đưa vào trong những cái, không lập được một cái mạng Facebook vào trong đó để đặng mà cho những cái giới trẻ, những người khác, khi người ta không hiểu về pháp luật hay gì đó, không hiểu về cái một cái mô hình hay một cái dự án nào của nhà nước đưa ra đó,
thì những cái kênh truyền thông đó rất là hữu dụng để người ta vào người ta tìm hiểu. Đằng này mình không có, cho nên cái tụi mà bao que ở hải ngoại như tụi Việt Tân rồi mấy cái thành phần mà chống phá đất nước được đó, nó tiếp cận được những cái technology khoa học kỹ thuật về mạng xã hội, nó nhảy vào là nó lụm mình thôi, mình bị lép vế. Cho nên vừa rồi ra nó tấn công mình. Thì hiện nay phía bên mình thì có cái sự gọi là bắt đầu củng cố lại, tuy là muộn nhưng mà có còn hơn không. Tôi mong rằng ban ngành bên bộ thông tin truyền thông Việt Nam, nhất là bên ban tuyên giáo rồi, hoạt động rất là yếu, rất là yếu. Cái nào mà ông chính phủ mà là bài ra mà giống như hội này hội nghị mà hội họp mà ăn uống hay là sinh hoạt đồ tổ chức rồi vui chơi cắm trại đồ, thì mấy cái ban đó thì ôi thôi đông lắm, tôi thấy rất là đông. Nhưng mà khi mà làm việc trong vấn đề mà tuyên truyền thì rất là yếu, rất là dở, lúc nào cũng thủ hết, ông nào cũng lo thủ cái ghế của mình, ông nào cũng lo thủ, sợ nói chuyện với thằng Lợi Minh nhiều khi liên lụy. Lúc trước tôi biết chứ cũng giữ khoảng cách lắm. Ô cái thằng này nó ở bên Mỹ, ô không biết có đáng tin cậy không. Nhưng mà cái tư tưởng của tôi một nó vẫn là vậy, dầu ai nghĩ thế nào đối với tôi trước sau cũng là vậy. Tôi yêu đất nước, yêu quê hương của tôi trước sau như một lòng. Dù tôi có chết tôi cũng không bao giờ hối hận, không bao giờ tiếc, không bao giờ hối tiếc những cái gì mà mình theo và mình đeo đuổi và mình chiến đấu. Bây giờ tôi thấy nói chung là bên nhìn cái truyền thông và những cách làm việc trong nước của mình còn yếu kém lắm. Tôi mong rằng bên ban trung ương, bên những cái ban tuyên giáo, bên những cái hội đoàn, có một lần một thanh niên trong ban, trong một thanh niên này cũng trẻ, sau cái vụ mà gọi là bạo loạn vừa rồi cũng có gọi tôi nói chuyện, nói rằng là trong cái hoạt động của đoàn thanh niên Hồ Chí Minh hoạt động rất là mạnh, tại tôi không hiểu thôi. Nhưng mà thực sự không phải là tôi không hiểu, có vẻ là bên đó họ không nắm rõ về những cách làm việc. Khi có chuyện thì chà chốn nó mất tiêu. Mà khi mà hô hào kiểu giống như là muốn đi ra đường mà show up, muốn biểu dương, thì người nào cũng muốn làm đi đầu không ạ. Đoàn thanh niên, ngay cả đoàn thanh niên Việt Nam Hồ Chí Minh tôi thấy rất là đông, rất là mạnh, mà cái cách hoạt động cũng rất là yếu và riêng lẻ, không có cái tính đoàn kết và đoàn kết và sức mạnh, không có cái sự mà gọi là nhìn ra ngoài thế giới bên ngoài rộng mở hơn, còn bị giới hạn rất là nhiều. Ngay cả những cái đoàn thanh niên mà Cộng sản Hồ Chí Minh luôn, tôi lấy làm đáng tiếc. Những cái hoạt động ở trong nước thì hoạt động nội bộ thì giỏi lắm, nhưng mà hoạt động ngoại bộ thì rất là dở, không có hòa hợp với nhau. Ngay cả những cái buổi ban đầu của Facebook của tôi thấy một số anh em bên đoàn thanh niên vậy, kết bạn tôi cũng dè dặt lắm, hú khe. Tôi làm việc và sống đúng theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mình làm tất cả những gì vì quyền lợi quốc gia và dân tộc là trên hết, không có cần phải giống như là nghi ngờ hay là phải đắn đo gì hết. Tại vì tôi làm thấy rằng đất nước của mình đã quá nhiều đau thương, cha anh chúng ta đã hy sinh đổ máu quá nhiều, và cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp nó rất là dã man, tụi nó là những cái thành phần rất là ô hợp.
tụi nó cần phải vạch mặt tụi nó ra. Cho nên cái lũ mà chống cộng ở bên Mỹ này nó thù ghét tôi là bởi vì tôi dám chống với tụi nó. Tôi chưa bao giờ biết sợ mấy tụi nó là cái gì. Tôi chỉ sợ tụi nó như ngày xưa mà khi tôi mình chỉ còn là một người gọi là tay trắng, mình bị lạc lòi giữa một cái lũ thú hoang đó, thú dữ đó, cho nên mình phải nhịn nó để đặng mà qua cái cơn nạn thôi. Còn bây giờ là tôi không bao giờ phanh tay mà ngồi nhìn để tụi nó phá hoại cái quê hương đất nước. Nói chung đây là những cái sự tâm tình của tôi thôi. Thì mỗi người có một cái cách yêu nước. Trên mạng xã hội mà khó mà hợp nhau lắm, nhất là cái team mới mở giờ Việt Bao Que mới đây. Tôi cầu mong rằng cái team này sẽ là vững vàng, sẽ có một cái sự đoàn kết hợp nhất, vì thứ nhất vì tình bạn, tình anh em, sau đó mình cùng chung nhau vì lợi ích dân tộc quốc gia. Đừng có vì những cái chuyện nhỏ nhặt nhỏ mọn rồi chơi nhau, lúc vui thì cái gì cũng được, lúc buồn rồi đem ra đấu tố nhau, thì cái đó rất là đau lòng, không nên, nó không đáng. Tôi mong rằng cái team mới này sẽ có những cái hoạt động tốt hơn. Tôi rất tin tưởng cái team mới này, trong đó có anh Bằng Nguyễn là người lớn đang đứng đầu trong cái team này, sẽ cùng với các em dìu dắt tụi nó để nó đi bước đi vững vàng hơn, và lòng yêu nước của tụi nó chín chắn hơn, hiểu biết hơn, sâu rộng hơn, và sẵn sàng đập tan những cái luận điệu âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch mọi lúc mọi nơi, không nhường nhịn, không nhượng bộ, lúc nào cũng cương quyết với kẻ thù, với anh em lúc nào cũng nhã nhặn, khiêm nhường, khiêm tốn, nhưng đối với kẻ thù luôn luôn phải cương quyết và quyết đoán. Còn đối với anh em sẵn sàng hạ mình xuống để đặng mà mình phục vụ lẫn nhau, để mang lại cái lợi ích chung, theo tôi thấy là vậy. Thì đôi lời tâm sự với anh chị em các bạn thôi. Mấy thằng Bao Que tụi mày chịu khó rip lại bên Gia Cân. nói tới mấy thằng Que là tôi cảm thấy cười. Tụi nó không có cửa chơi với tôi. Mấy thằng này toàn là khấu kết áo không à. Tôi mà quăng lựu đạn là toàn là lựu đạn thiệt mà, chứ không có lựu đạn giả. Nổ là chét tay lên. Chứ không phải như tụi nó thùng rỗng kêu to đâu. Tôi là người rất là giỏi chứ không phải giỡn đâu. Tự mình khen mình cho nó đỡ buồn đó. Chứ không phải như mấy cái đám ô hợp đó mà cứ tối ngày chui lên mạng rồi phá hoại tiền triền. Rống lên giống như Tân Thái bị đi chuyên, rống lên đập bàn vỗ bàn chưa rồi biểu tình biểu tiếp biểu cái gì. Ở chứ cái cuộc biểu tình vừa qua người dân Việt Nam mình đã sáng mắt, đó là bài học xương máu rồi. Tại vì tôi về Việt Nam tôi sống với các bạn, tôi biết có nhiều người tưởng đó là tôi ở Mỹ là tôi không biết Việt Nam à. Nhiều khi tôi còn gành hơn các bạn luôn. Tôi là người sống ở đâu là phải biết luật ở đó, ở Việt Nam luật tôi hơi bị giọt, cũng hơi bị biết hơi nhiều á. Nhiều cái mà tôi làm mà nhiều bạn bè của tôi, người thân trong nước mà họ tưởng tôi còn không biết mà. Tôi là người học cái gì cũng rất là lẹ. Ở Mỹ cái gì cũng vậy, tôi không biết là đi mua sách về học à. Ở Mỹ cái gì nó cũng có sách giả vậy, luật lệ gì cũng vậy. Ở Việt Nam giờ dễ. Ngay cả lái xe hơi rồi cũng vậy, lấy ô tô Việt Nam vậy, tôi về á. Đổi bằng lái xong một mình một tay tôi ra ngoài Hà Nội mua chiếc xe 7 chỗ tôi lái một mình về. Người nhà tôi kêu trời luôn.
Người ta lái 2 ngày 1 đêm, tôi lái 2 ngày 2 đêm mới về. Không biết đường nào cả, chạy vòng 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 Hà Nội khoảng 3 tiếng đồng hồ chạy hoài không ra, không biết đường nào ra ngoài ngoài xa lộ. Phải thuê cái thằng xe Honda ôm, trả nó 200 ngàn. Dẫn ra ngoài quốc lộ, quốc xa lộ xong rồi hỏi hướng nào đi về hướng Nam, chỉ biết là hướng Nam thôi. Chạy 2 ngày 2 đêm. Người nhà tôi mà còn kêu trời luôn à. Tôi cầm tay lái lái phà. Ok thôi, xin chào chị em các bạn nha, mình đi chợ, có gì hẹn gặp sau nha.